Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có 400 trang trại gia trại hoạt động hiệu quả. Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương chế biến bột sắn dây, giá trị kinh tế cao hơn gấp 1,5 lần. Cần tuyên truyền để du khách hiểu khi đến di sản tín ngưỡng thờ mẫu Phù Sầy tại Nam Định. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, liên tiếp ở các tỉnh khu vực phía Bắc là Hòa Bình, Điện Biên, Nam Định, Hòa Bình, công bố dịch tả lợn châu Phi, nâng tổng số địa phương đã phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi lên 13 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, người dân không hoang mang tẩy chay với thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, vì dịch tả lợn châu Phi không lây lan sang người, kể cả khi người phơi nhiễm với sản phẩm nhiễm bệnh không được nấu chín. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm do virus chỉ gây bệnh ở lợn nuôi và lợn rừng. Virus dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh cho các loài động vật khác và không lây nhiễm sang người. Bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan trực tiếp từ lợn bệnh sang lợn chưa mắc bệnh, sản phẩm lợn mang mầm bệnh hoặc gián tiếp qua các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh như côn trùng, gặm nhấm, chim di cư, vận chuyển lợn, thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi lây lan rất nhanh, đồng thời không có vaccine phòng bệnh. Do dịch bệnh có những tác động rất lớn đối với các đàn lợn và kinh tế người chăn nuôi, nên cần triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát sớm dịch bệnh trên các đàn lợn. Dịch bệnh tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người, tuy nhiên người tiêu dùng cũng nên mua sản phẩm từ lợn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và phải nấu chín kỹ trước khi dùng, tránh ăn các sản phẩm như nem sống, nem chua, gỏi, tiết canh. Hiện nay, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có hơn 400 trang trại gia trại hoạt động hiệu quả, không chỉ giúp cho nông dân nâng cao thu nhập mà còn tạo được nhiều việc làm cho lao động địa phương. Đây là những trang trại gia trại có doanh thu từ 350 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng một năm, tập trung chủ yếu tại xã Hạ Lễ, Đặng Lễ, Đa Lộc, Hồ Tùng Mậu, Tân Phúc, Phù Ủng. Những năm qua, tình hình chăn nuôi gia súc gia cầm tại huyện Ân Thi luôn phát triển ổn định, thậm chí có một số loại vật nuôi có số lượng tổng đàn tăng so với cùng kỳ năm trước như đàn trâu bò đạt gần 4.000, đàn gia cầm đạt 1,4 triệu con, diện tích thủy sản toàn huyện là 760 ha. Sản lượng cá thu hoạch hàng năm đạt từ 8 đến 10.000 tấn, tổng số lao động hiện đang làm việc tại các trang trại gia trại khoảng hơn 1.000 người với mức thu nhập từ 3,5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Tận dụng thế mạnh là huyện nông nghiệp, có nhiều diện tích đất phù hợp để trồng cỏ. Đến thời điểm này, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã có 25 hộ tham gia chăn nuôi bò sữa với tổng số gần 460 con. Trong đó, hơn 140 con đang cho khai thác sữa với tổng sản lượng sữa thu được gần 2.400 kg một ngày. Để góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, huyện Lý Nhân chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các hộ chăn nuôi, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng sữa, đồng thời thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng chăn nuôi bò sữa, bò thịt gắn với công nghệ sạch để tiếp tục tạo đột phá, giúp bà con chăn nuôi vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Cùng với các sản phẩm như hành tỏi và nếp cái hoa vàng đã xây dựng được nhãn hiệu tập thể, sản phẩm bột sắn dây của huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương không chỉ được bình chọn là sản phẩm thương hiệu vàng nông nghiệp, mà còn được công nhận là sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hải Dương. Huyện Kinh Môn có diện tích trồng sắn dây 356 ha được trồng ở các xã Thượng Quận, An Phụ, Lạc Long, Thăng Long, Long Xuyên, Duy Tân. Với năng suất mỗi sào đạt 9 tạ củ, vụ thu hoạch năm nay toàn huyện thu hơn 9.000 tấn củ. Để nâng cao giá trị của loại cây trồng này, cùng với hai cơ sở chế biến lớn trên địa bàn huyện có hàng chục cơ sở quy mô vừa và nhỏ chuyên sản xuất bột sắn dây. Trung bình 5,5 kg củ tươi sẽ chế biến được 1 kg tinh bột sắn dây. Nếu bán củ tươi thì được 10.000 đồng kg. Sau khi chế biến thành bột, mỗi kg bột sắn bán được giá 100.000 đồng. Trừ các khoản chi phí sản xuất, giá thành bán bột sắn dây cao gấp hơn 1,5 lần so với bán củ tươi. Bột sắn dây của huyện Kinh Môn không chỉ tiêu thụ ở thị trường trong tỉnh mà còn được tiêu thụ nhiều ở các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh trong thời điểm thời tiết giao mùa, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển.
các nhà trường trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã chủ động tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong các nhà trường. Đối với các trường mầm non nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh, mỗi phòng học đều đã có nhà vệ sinh riêng. Giáo viên hướng dẫn các cháu vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, quét dọn trường lớp, khử khuẩn các dụng cụ học tập, đồ chơi. Việc tổ chức các bữa ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các cấp tiểu học và trung học cơ sở, học sinh được tuyên truyền nhắc nhở các biện pháp phòng chống các bệnh thường gặp trong thời điểm giao mùa, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi. Các em thường xuyên được hướng dẫn và khuyến khích tham gia các hoạt động vệ sinh trường, giữ gìn môi trường sống trong lành. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình và Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong tổ chức chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy học môn toán cấp trung học cơ sở với chủ đề Phương trình nghiệm nguyên. Thực hiện chuyên đề Phương trình nghiệm nguyên gồm có 3 phần: báo cáo chuyên đề, dạy minh họa chuyên đề, chủ đề Phương trình nghiệm nguyên. Thảo luận rút kinh nghiệm để hoàn thiện nội dung chuyên đề, tham gia thực hiện dạy minh họa là giáo viên và 30 học sinh lớp 9 của trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong. Phương trình nghiệm nguyên được dạy học theo hướng phát triển năng lực và áp dụng vào quá trình dạy nâng cao cho học sinh lớp 9, nhưng chưa có cách giải chung. Đa số học sinh thường bỏ qua khi gặp dạng toán này. Vì vậy, qua buổi chuyên đề sẽ giúp giáo viên xác định được rõ hơn mục tiêu, kiến thức, kỹ năng mà học sinh cần đạt được khi tiến hành nghiên cứu. Ngoài ra còn tổ chức phân hóa được năng lực của mỗi học sinh trong quá trình tham gia hoạt động nhóm. Lựa chọn nội dung dạy học phù hợp với trình độ và điều kiện dạy học của nhà trường. Tạo cơ hội cho các em tiếp cận với điểm 9, điểm 10 trong các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông một cách dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngành giáo dục đào tạo huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã triển khai đến các cấp học, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập và nâng cao trình độ cho giáo viên dạy ngoại ngữ. Đến thời điểm hiện nay, đa số các trường trung học cơ sở và tiểu học của huyện Tứ Kỳ đã đưa chương trình dạy tiếng Anh mỗi tuần 2 tiết với học sinh khối lớp 1, lớp 2, lớp 3 và mỗi tuần 4 tiết đối với học sinh các khối 4, 5, 6. Riêng đối với các trường trung học cơ sở, cùng với thực hiện dạy mỗi tuần 4 tiết, các nhà trường còn tổ chức cho học sinh sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khóa và thi hùng biện bằng tiếng Anh. Đối với bậc tiểu học, các nhà trường đưa chương trình tiếng Anh Victoria mỗi tuần 2 buổi để học sinh lớp 1, lớp 2 làm quen. Khối lớp 3, 4, 5 dạy theo chương trình đề án tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường như Tiểu học Tân Kỳ, Tiểu học Kỳ Sơn, Tiểu học Hưng Đạo và Tiểu học Nguyên Giáp là những cơ sở giáo dục chú trọng đầu tư máy chiếu, bảng tương tác và các thiết bị đồng bộ phục vụ giảng dạy và học tập ngoại ngữ. Để thực hiện hiệu quả đề án nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường, huyện Tứ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môn ngoại ngữ đối với phụ huynh và học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ cũng tổ chức các hoạt động chuyên môn theo cụm trường, khảo sát đánh giá, phân loại đội ngũ giáo viên tiếng Anh theo chuẩn mới của Bộ, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở các cấp học, tuyển chọn, bố trí giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy và học ngoại ngữ. Với vị thế của trung tâm tín ngưỡng thờ mẫu, trong những ngày này, quần thể di tích Phủ Tây ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đang chào đón đông đảo du khách từ khắp nơi đổ về chiêm bái cầu may. Ở đây, di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt đang trở thành tài nguyên của du lịch tâm linh. Và nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, du lịch tâm linh là phương thức tiếp cận giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Nhưng không ít du khách lại không biết làm thế nào để có thể tìm hiểu về các giá trị của di sản đã làm nên bản sắc riêng biệt cho tín ngưỡng nơi đây. Chọn điểm đến là các di tích trong quần thể di tích Phủ Dày vào mùa lễ hội. Những tour du lịch tâm linh dựa vào cốt lõi di sản văn hóa tín ngưỡng truyền thống được cho là có thể giúp du khách thực hành tín ngưỡng và tìm hiểu cả lịch sử, phong tục, tập quán tín ngưỡng. Tuy nhiên, với nhiều đoàn khách, thời gian lưu lại ở đây không nhiều, nên chắc chắn dù có muốn cũng khó lòng hiểu thêm được gì nếu không có người am tường về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng hướng dẫn. Tôi cũng chưa hiểu mấy về các cái di tích này, cũng hoang mang, không biết là mình đang cầu xin ai. Nếu mà có một người ở đây
giới thiệu làm cho tôi hiểu thêm về nơi này thì tôi cũng thấy rất là thích ạ. Hướng đến cuộc sống thực tại của con người với những ước nguyện về sức khỏe, may mắn và tài lộc, di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt tồn tại và phát triển thông qua chủ thể con người. Nhưng con người với những tham vọng thế tục đang làm sai lệch nhiều giá trị văn hóa của chốn thiêng nơi cõi thực. Lẽ ra thay vì để mặc mỗi người tự tìm hiểu theo cách riêng, du lịch tâm linh phải hướng du khách tìm được đến chân giá trị của di sản với hệ giá trị thuần Việt đã góp phần tạo nên bản sắc dân tộc. Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ người Việt, nó là một cái tín ngưỡng đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, mà đây nó là một cái văn hóa thờ cúng tổ tiên, những người mà đã có công với dân với nước. Khi UNESCO đã công nhận rồi thì chúng ta làm thế nào phải giữ gìn, quảng bá để mọi người đến phải có hiểu biết về cái văn hóa của dân tộc Việt Nam. Với những cam kết quốc tế trong chương trình Hành động Quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các địa phương thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước nhằm ngăn ngừa, loại bỏ các hủ tục, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi, làm sai lệch di sản và có tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Một yêu cầu quan trọng khác là dưới nhiều hình thức phải tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản tới công chúng trong và ngoài nước, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững. Tuy nhiên, trong thực tế, chương trình hành động quốc gia này vẫn chưa cho thấy hiệu quả cần thiết. Vì hiểu không đúng nên vẫn thực hành sai lệch. Chính vì vậy mà nếu những tri thức khoa học về di sản không được phổ biến rộng rãi, làm sao có thể đòi hỏi cộng đồng phải chủ động tham gia vào quá trình kế thừa và phát huy giá trị của di sản một cách đúng đắn? Và cũng vì thiếu sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, nên những chuyến du lịch tâm linh cuối cùng cũng vẫn chỉ là hành trình đến và đi mà chẳng thêm được gì vào vốn liếng văn hóa tín ngưỡng của khách hành hương. Đi lễ chùa là nét đẹp truyền thống lâu đời của người Việt, nhưng người đi lễ chùa cần có tâm thế như thế nào? Hay sự hiểu biết về những nghi thức giáo lý nhà Phật là điều quan trọng để chúng ta gìn giữ được nét đẹp văn hóa khi đi lễ chùa? Trong không gian tĩnh mịch trầm lắng của ngôi chùa Hưng Long, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, mọi người hướng về cửa Phật với lòng thành kính. Mọi Phật tử cùng cầu ước những điều tốt đẹp, bình an cho gia đình. Tuy nhiên cũng có không ít người chưa hiểu đúng giáo lý của nhà Phật. Đối với nhà Phật thì luôn tin vào nhân quả. Họa hay phúc, xấu hay tốt là do mình tạo, do mình làm. Thế cho nên là muốn bớt được họa, muốn tăng được phúc thì trước hết là chúng ta phải làm những điều lành, tránh những điều dữ và luôn biết giúp đỡ người khác, sống và biết cảm thông, biết chia sẻ. Thì chính tự mình giải hạn cho chính mình. Hiện nay, nhiều người có quan niệm đi lễ chùa sắm càng nhiều lễ vật, để tiền công đức càng nhiều thì sẽ càng có nhiều lộc, được đáp lại nhiều hơn là quan niệm sai. Theo giáo lý nhà Phật, gieo nhân tốt thì sẽ gặp quả lành. Khi đi lễ chùa, lễ vật thì tùy theo khả năng của bản thân. Miễn sao bản thân thấy thanh thản, trong sáng là được. Từ đó, răn dạy cho con cháu sống tốt hơn, hướng đến những việc làm chân thiện mỹ. Với mong muốn giải quyết tình trạng ngập nước vào mùa mưa tại những con đường dẫn tới trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ và các tuyến phố trên địa bàn thị xã Từ Sơn. Trong những năm qua, cùng với niềm đam mê sáng tạo khoa học, hai nam sinh Nguyễn Tiến Nam, học sinh lớp 12A3 và Nguyễn Minh Hiển, lớp 12A4, trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cùng nhau lên ý tưởng khảo sát thực tế và ra mắt mô hình nắp cống gạt rác thải tự động. Sản phẩm này vừa giành giải ba tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2019. Dự án chế tạo nắp cống có khả năng tự động gạt rác của Nam và Hiển thiết kế sử dụng một khay nước đặt dưới nắp cống thoát nước bám sát vỉa hè so với nắp cống hiện tại. Khi trời mưa, lượng nước đổ vào khay đến khi đầy sẽ được hạ xuống và qua hệ thống dòng dọc của nắp cống sẽ tự động kéo cần gạt đặt trên miệng cống và đẩy rác sang hai bên để nước tiếp tục đổ dồn xuống cống. Cứ như vậy, nước sẽ được tiêu thoát liên tục, không bị vật cản, làm tắc dòng nước gây ngập lụt trên các tuyến đường, đồng thời giảm bớt sức lao động của công nhân môi trường,
tiết kiệm chi phí nạo vét, khai thông cống, dòng chảy. Niềm đam mê khoa học cùng ý tưởng mang tính thực tiễn cao của Nam và Hiển nhận được sự hỗ trợ đắc lực, nhiệt tình từ phía thầy cô giáo để dự án sáng chế nắp cống có khả năng tự gạt rác thải của hai em thành công và đi vào thực tiễn. Trên con đường chúng em đi học thì tình trạng ngập úng xảy ra rất là nghiêm trọng. Và theo chúng em được biết thì rác thải gây bít tắc tại miệng nắp cống gây lên ngập úng tại các tuyến phố hiện nay. Và các nắp cống hiện nay được làm bằng gang, có chiều dài là 80cm và chiều rộng là 40, không có khả năng tự động gạt rác. Và từ những lý do trên, em và bạn Nam đã ấp ủ một dự án là tạo ra nắp cống thoát nước tự gạt rác, lấy năng lượng từ chính của nước thải để gạt rác ra khỏi miệng nắp cống. Và đầu tiên thì chúng em đã tìm hiểu những cái nắp cống hiện nay và nó được thiết kế như thế nào. Và từ đó thì chúng em đã đọc thêm được những cuốn sách về kiểu biến đổi cơ năng thành động năng và tìm hiểu những nguyên lý hoạt động thêm của hệ thống điện để có thể lắp đặt cho cái hệ thống như thế này. Hy vọng rằng sản phẩm nắp cống tự động gạt rác thải của trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ sẽ được ứng dụng thực tế trên phạm vi rộng rãi, giảm sức lao động của con người trong việc thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vẫn xuất hiện những điểm thu gom tập kết phế liệu nằm trong khu dân cư, không chỉ tác động nặng nề đến môi trường sống và sức khỏe của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Ngoài hơn 1.000 hộ thuộc làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, hiện có khoảng 20 hộ thu gom phế liệu nằm trong khu dân cư, tập trung nhiều tại thôn Hành Lạc, Ngô Xuyên. Hàng trăm loại phế liệu từ túi ni lông, bìa cắt tông, dây điện đến các mẩu sắt rỉ, thùng chai nhựa, chất đống ngổn ngang, mùi hôi bốc lên lẫn vào không khí rất khó chịu. Không chỉ thu gom, nhiều hộ còn xử lý tẩy rửa những phế liệu này trong khu dân cư, vừa làm mất mỹ quan xóm làng, gây ô nhiễm môi trường sống, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Huyện Văn Lâm từng đề nghị ngành điện lực ngừng cấp điện và yêu cầu các hộ di chuyển ra khỏi khu dân cư. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện. Xác định phân loại rác thải tại nguồn có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam đã xây dựng nhiều mô hình phân loại rác thải mang lại hiệu quả tích cực. Ý thức của chị em về xử lý rác thải được nâng lên, góp phần làm cho môi trường xanh sạch đẹp hơn. Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em thu gom, phân loại rác thải trong gia đình, hạn chế sử dụng vật liệu nhựa, ni lông với nhiều hình thức phong phú đa dạng, qua đó thu hút đông đảo chị em nhiệt tình hưởng ứng. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn phân loại rác thải, hướng dẫn quy trình ủ phân hữu cơ để làm phân bón. Đặc biệt, thông qua việc thu gom phân loại rác thải, nhiều chi hội đã tiến hành thu gom phế liệu như vỏ chai nhựa, lon nước, bìa các tông để lấy tiền ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hiệu quả trên 300 mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và ủ phân hữu cơ. 126 tổ phụ nữ tiết kiệm thu gom phế liệu tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo. Hiện toàn tỉnh có trên 10.000 hộ gia đình hội viên tham gia phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Với phương thức đào hố chôn lấp tại nhà hoặc sử dụng thùng nhựa, túi ni lông chuyên dụng để phân loại rác thải, nhiều địa phương có những cách làm hay sáng tạo đã góp phần tích cực trong hạn chế lượng rác thải ra môi trường. Tình trạng họp chợ, lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên còn diễn ra thường xuyên, gây ách tắc và mất an toàn giao thông. Tại khu chợ Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, hàng trăm tiểu thương họp chợ lấn hết hai bên vỉa hè lòng lề đường. Các tiểu thương bày bán đủ các loại mặt hàng từ rau củ quả cho tới thịt cá. Tình trạng xả rác thải, nước thải bừa bãi. Ở chợ Yên Mỹ, tình trạng ách tắc và mất an toàn giao thông hiện cũng diễn ra thường xuyên. Các tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm hàng mét ra lòng đường, người mua hàng thì thản nhiên dừng đỗ trên đường. Mặc dù thời gian qua, các khu chợ cóc trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã được chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa nhưng chưa kiên quyết, dẫn đến tình trạng họp chợ vẫn tiếp diễn. Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần làm tốt, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn. Đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động chủ động phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, huy động tối đa lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm luật giao thông, trong đó tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng phát hiện xử lý 500 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước hơn 200 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.